Dạ, em chào anh chị mến yêu cô chú mến thương. Dạ, hôm nay là thứ ba buổi chiều ngày 17 tháng 5, 2022. Giờ này thì buổi chiều rất là mát mẻ ở dự án Phai Tây Go City, thành phố sinh thái 5 sao. Bữa nay là em đi ra ngoài cánh cổng cuộc sống bình yên, quay vòng vòng ở ngoài cho anh chị với cô chú mình coi. Có bà con cô bác rồi, mình đang về hoàn thiện giải mặt tiền 23 căn. Về quán cà phê đồ này nọ nhiều lắm anh chị. Giờ này thì thợ rồi cũng còn làm, mới có 4 giờ mấy thôi. Ở đây mình có căn thiết bị cửa hàng Quang Liêm, nó đang cũng vô hoàn thiện. Bây giờ chắc tới lầu 1 rồi. Hiện tại mấy chú thợ đang làm. Rồi mấy căn này em chưa thấy ai về. Rồi thêm căn của ngân hàng SHB. Hôm giờ bà con cô bác rồi mình ghé giúp tiền ở đây dữ lắm nha anh chị. Rồi ở đây, ở đây mình có quán cà phê nè anh chị. Quán cà phê Nắng Sài Gòn hiện tại đang vô hoàn thiện rồi. View đồ đẹp lắm, để em đi vô cho anh chị coi. Đó, bên đây mình có bức tranh lá ú mùa thu, lóc cọp nè, mấy lan can này, mấy anh thợ đang sơn. Ở bên đây là tầm màu lá ú mùa thu, bên đây nữa. Đó, với cái dách màu tím không chị, nhiều màu đèn xung quanh. Đó, bên đây là ở trên nó rất đủ màu. Đi vô đây gặp. Nhìn tông màu nó vậy, đây lót đá còn hai nữa nè. Bên đây cũng có thêm cái hang mái nữa. Đây là cái quài. Mới dán gạch luôn. Bên đây là bức tranh cô gái đi dưới mưa. Ở đây là muốn sắp xong rồi anh chị. Rồi đem đi ra đây. Bên đây là vườn Nhật. Ở đây mình cũng có cái nữa. Hết đường rồi à. Đây là view nha, vườn Nhật nhìn qua. Có mấy chè luôn anh chị. Mấy chè thì mốt mình ngồi đó mình uống cà phê luôn. Rất là nhiều view. Vườn Nhật. Ở đây mới được dọn dẹp vệ sinh buổi chiều. Đường xá rất là sạch sẽ. Ở đây là mấy anh bảo vệ đi từng tra. Buổi chiều này lên đèn buổi tối nó đẹp lắm anh chị. Ngoài đây em đang thấy mấy anh đang dọn dẹp vệ sinh cho
cánh cổng cuộc sống bình yên. Mấy nay trời mưa rất là mát. Nó tỉa lại những hàng bông. Ở đây mình có cái bông cũng đẹp lắm anh chị. Bông đỏ 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 đỏ. À, ở đây bồn hoa của mấy chú thiên thần cũng được cắt tỉa lại gọn gàng. Đây thì mấy anh bảo vệ đang ngồi viết giấy tờ gì đây đó nè. Dạ trong đây mình có quán cà phê nữa. Em ra đây cho anh chị coi. Ba mặt tiền mà. Đó, đẹp lắm anh chị, để em ghé vô luôn. Đó, hai quán cà phê ở Vườn Nhật. Vô luôn nha anh chị, hãy đây đang đào lỗ để làm cái thang máy. Mới bắt đầu triển khai, đang bắt đầu làm thang máy, đào trúng hai cây đà. Hôm nay em đi view bên đây nhiều quá, hôm nay em đi đường trục chính đi. Đường trục chính em thấy mấy chú đang bón phân tưới nước cho những hàng cây. Tưới nước đó anh chị, mấy bữa nay trời mưa. Bữa nay trời không có mưa. Chú ba, ba nay làm gì chú ba? Bữa nay chú ba làm gì chú ba? Dạ vâng, đang có phần cho cây. Chú ba này, chú ba tính anh chị chăm sóc những hàng cây ở dự án Phai Ba. Chú ba đi đâu hoài chú ba? Tưới gì phỏng vấn chú ba làm dự án năm sau mấy năm rồi. Chú ba mắc cỡ chú ba đi anh chị. Trời ơi, à, đang tưới cho cây sọp. Nước mạnh lắm anh chị. À, đây là giải shop house mặt tiền đó nè anh chị. Thì nhà phố thương mại mà mỏng giống như shop house. Thì sau lưng cánh cổng mình đi vô đây, đó là nguyên cái giải nhà 12 căn. Cảnh quan buổi chiều. Chợ bữa nay hết mây à, ổ mây nhiều quá. Mây nhiều quá, không có lên nắng. Ở đây bắt đầu đang triển khai ép cọc nữa anh chị. Nãy em có quay. Ở bên đây có cọc, bên kia cũng có cọc. Vàng ép cọc mới quá, mới tôn luôn. Đó, đây là cái nền anh chị, đây là nền nhà phố BM 3205, chủ đầu tư là bà Đinh Thị Sen.
đang ép cọc. Từ Ly Tâm nền này hướng nam sở hữu đường sao lên đến 4,5 m, nằm chung với dải này luôn. Đó, đường trục chính anh chị thấy rồi, đẹp lắm, bông hoa đồ, cây cảnh đồ, bấm hồng. Ở bên kia là đã ép cọc xong hết rồi, để em đi tiếp nha. Ở đây có anh Kim bảo vệ nữa nè anh vậy. Anh giờ này anh đang trực gì ở đây anh? Anh có ngồi trong cái cổng kia chưa? Anh vô cổng ngồi chưa? Có đồ chưa? Ở đây mình cũng có anh bảo vệ trực trong đây đó nha anh chị. Cho anh chị coi luôn. Trời đất ơi, đã lắm anh chị. Gắn máy lạnh chưa? Đó, anh quản lý khu này nha anh chị. Ngồi thử coi. Có sổ luôn hả? Sổ là cái gì anh? À, đang đi là đó. Đi trực ca này kia là diễn biến công việc, đi tuần tra này kia là nó chứ hả? À. Nó đi từ ngày giờ đi cho hết nào đó. Đầy đủ. Ok rồi, chỗ này ngồi đã ha. Đó. Ok. Về ba em này mình mở lên mở xuống được chưa anh? Ba em này hả? Ba em này chưa, thằng kia đang chờ bạn bên điện lại đấu. À, là xuống luôn á anh chị. Móng khu này hay một khu an ninh ở trong dãy Phước Lý Riverside. Đó, anh Kim là trực buổi tối buổi sáng anh? Buổi sáng. Buổi sáng. Ca tối thì có Tài. À, ca tối là Tài ngồi trong đây hả? Dãy Phước Lý. Thì nhà chủ tịch có ai trực không? Chủ tịch đã có người ta. Có người ta mới vậy đâu rồi. Mới đó, còn lại anh kêu nó đứng lại. Cảnh buổi chiều anh chị, giờ này chắc bà con cô bác đều cũng chuẩn bị đi tập thể dục thôi. Nhộn nhịp quá. Ít. Dạ, thì em cũng trở lại nè anh chị, hồi nãy còn sớm quá. Giờ là cái cảnh mấy chị tan làm trên con đường trục chính đại lộ Nam Phương. Đây là những bạn học sinh anh chị đi học về vô dự án chơi. Này em phải nhìn cái cảnh mà bà con cô bác rồi mình đi trên những con đường nè, lái xe đạp đi những con đường trục chính rồi đã lắm. Chuông nè. Để em quay đi một vòng cảnh quen buổi chiều rồi cho anh chị coi nha. Hôm nay đi sáng không à, chiều không à, không có đi bà con cô bác tập thể dục dễ chạy. À, đi đâu ta, bây giờ vô bờ hồ Cánh Sen nha anh chị, thấy chỗ nào đông đông vui vui là anh ghé vô. Ở bên đây nữa nè, ở đây là cũng có hai cô chú nè anh chị, hai cô chú này buổi chiều nào cũng đi đạp xe đạp đồ đi vòng vòng trong dự án hết. Ngồi những cái view rất là đẹp. Vô đây mình đạp xe đạp thể dục đã lắm. Rồi để em lủi vô đây, lủi vô bờ hồ Cánh Sen. Ở đây thì buổi chiều không khí mát mẻ trong lành. Rất là nhiều bạn nhỏ là vô đây chơi. Ở đây cũng sắp cải tạo lại rất là nhiều cảnh quan. Anh Dê tập phải dọc anh.
đi bộ bên hồ. Lâu quá rồi. Giờ hầm hai người bạn lận biển của em nên chị. Trời bữa nay mập quá. Mát mẻ lắm à. Nay không tập nữa chị, nay đi bộ bên hồ à. Hello. Mát không? Hello. Nay em chạy xe đạp. Đó, bên này nữa nè, bên này em đang thấy ba đang đẩy con đi vòng vòng chơi, đạp xe đạp. Không khí buổi chiều, bữa nay trời không có mưa, rất là mát mẻ. Ở đây mới được dọn lại không gian xanh. Mát quá anh chị. Còn em ra chụp đường D18 nữa. Giờ này thì ở đây mấy chú thợ đang cũng bắt đầu tan làm rồi. Không gian buổi chiều. Bên kia là anh quân bảo vệ đang đi tuần tra. Ở đây thì mình có cái căn nhà gốc đẹp lắm. Chắc cũng sắp triển khai rồi anh chị. Đó, đây là cái dàn móng của ngôi nhà, ngang 12, dài 22, lô gốc hướng đông nam. Bên đây mình cũng có đường D15, Sinh Đài, Sinh Ngọc. Ở đây thì cũng có gia đình của cô Nga anh chị, đang cất nhà ở trong đường Trà Lũ Chung. Đó, buổi chiều thì ở đây ngồi hóng gió. Cậu Hải. Cô chú. Đây về đây thấy ở mát mẻ không cô chú? Nhà chăm sóc xong rồi á. Anh chị cô chú ở trên Sài Gòn dọn như là ở đang chuẩn bị cất nhà trong chổng. Mát à, buổi chiều ra đây ngồi nhìn ngắm công viên đâu. Xài. Nay không chở vợ đi chơi anh. Hôm đi à. Dạ thôi em đi anh chị. Đi chút. Ra đây. Ra đây thì em đang thấy người ta đi kéo dây điện anh chị. Cho âm luôn. Cảnh buổi chiều. Giờ này yên tĩnh lắm. Ở đây rất là mát mẻ. Ở đây mấy anh thợ điện đang vô tủ hết luôn rồi. Điện ngầm luôn. Mấy căn thầy đang xây á. Dạ. Nếu thị trường tại vì thầy xây từ thầy ghi hết các clip mà móng sắt này kia. Dạ. Không hỗ trợ quay những cái đũa khách nhé. Dạ. Dạ. Đường D7 là không cần bữa đứng không hết. Dạ. Dạ. Đây mấy anh thợ điện nè anh chị. Đang vô điện âm luôn. Ở đây anh Thái chuẩn bị mình có điện âm luôn rồi. Anh Khang. Đó, chuẩn bị vô tủ luôn rồi nè. Mất dây điện luôn. Giải này liền kề shop house nên rất là đẹp. Sao anh Quân? Anh Quân. Đừng cho tôi đi YouTube nha. Anh Quân, chờ đất coi. Sao anh? Nãy giờ đi kiếm anh nè. Sao buổi chiều giờ lại anh đi đâu vậy?
À, để em giới thiệu, đây là anh Quân nha, anh chị đội trưởng đội bảo vệ của dự án Phai Ta. Chào bà con nha. Dạ. Thì đây có gì là kiếm anh Quân. Mấy số điện thoại là anh chật phải không anh Quân? Bà con cô bác rồi buổi chiều. Giờ thường là anh đi tới mấy giờ anh mới về anh? Tôi trực đêm trực ở trong này luôn. Vẫn có phòng trực ban mà. Trực vàng anh chị. 24/24 bảo vệ an ninh 24/24 mọi vấn đề để cứ liên hệ với bên an ninh. À. Hôm nào tiếp đón bà con nhiệt tình hết. Ăn mình quá bữa tối là gì? Bữa tối chiều. Rồi, thôi để em kiếm gì em quay nữa nha. Đó, bờ hồ Gánh Sen, giờ bà con cô bác mình ra mình tập thể dục thể thao rồi cũng nhiều lắm anh chị. Dạ thôi, em xin kết thúc cái đoạn clip ngắn của em tại đây. Em xin tắt máy anh chị. Chiều